Nay thầy sẽ chữa cái đề sở dục Bắc Ninh, đề kiểm tra khoa học kỳ 1 năm học 2022 năm 2023 mới nhất, mới toanh luôn. Nào, câu 41 ạ. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Ui, mấy cái câu này thì hỏi trên fanpage suốt. Nhờ. Đúng không? Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Nó là anh nào? Nó là anh Chrome đúng không? Không có gì, các em chỉ cần nhớ này. Không có gì cứng hơn Crude. Crude là Chrome. CR. Ok chưa? Câu 42 ạ. Câu 42 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường các em nhé? Đề bài yêu cầu chúng ta là tác dụng với nước ở nhiệt độ thường ạ. Nước ở nhiệt độ thường. Thì những anh kim loại mà tác dụng với nước ở nhiệt độ thường thì nó sẽ thuộc bọn nhóm 1A, bọn nhóm 2A, đúng không? Trừ beri. Vậy sắt là không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Bạc cũng không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Và đồng cũng không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Vậy tác dụng với nước ở nhiệt độ thường của chúng ta nó chỉ có thể là natri. Đáp án đúng là đáp án A. Ok, các bạn cùng comment đáp án nhá. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 42 đáp án A. Rồi các bạn comment nhiệt tình đấy nhá. Chúng ta đang sửa cái đề thi của trường của Sở Bắc Ninh mới toanh luôn. Câu 43. STX được tạo bởi từ alkonetilic và axit acetic. Alkonetilic thì có công thức là C2H6OH đúng không? Còn lại axit acetic thì có công thức là CH3COOH. Vậy công thức của X của chúng ta nó sẽ là CH3COOC2, sorry, CH5 ạ. C2H5OH. Rồi, CH5. Vậy công thức của X là CH3COOC2H5. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé. C. Câu 44. Kim loại nào sau đây không tan được H24 loãng? Bạn nào mà học khóa S1 của thầy thì sẽ được cái chuyên đề về axit loại 1. Thì trong chuyên đề axit loại 1 này thì gộp cả anh H24 loãng và anh HCl vào. Thì chúng ta sẽ biết được một điều rằng là những cái anh mà kim loại ấy, mà tác dụng với lại những cái thằng axit loại 1 ấy, thì những anh kim loại đấy nó phải đứng trước hydro trong dạy điện thoại. Đấy. Điều kiện để mà tác dụng được với cả HCl và H2SO4 loãng đó là kim loại phải đứng trước hydro trong dãy điện hòa. Trong dãy điện hòa. Ok chưa các em? Và để kim loại đấy đứng trước hydro trong dãy điện hòa thì nó là gì ạ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Vậy khi nào? Vậy ở đây mình sẽ có là gì ạ? Nhôm tác dụng đúng không? Kẽm tác dụng đúng không? Sắt tác dụng. Vậy không tác dụng của chúng ta là đáp án A nhá. Đồng nó dụng ở cái chỗ này của thầy nó đang bị bắt 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 nét kém này. Em đợi thầy xíu. Nó đang bắt nét kém. Nó đang bắt nét không bắt nét ở mặt thầy. Đấy, giờ mới nét này. Nào, câu 45 ạ. Kim loại magie tác dụng được với dung dịch chất nào sinh sau đây sinh ra được MgCl2? Công nghệ dễ quá nhỉ. Nói chung là nếu mà đại học kỳ 1 trường nào cũng như này thì ngon. Anh em lấy 10 hết. Đúng không? Câu số 10 ạ. Kim loại magie mà tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây thì sinh ra MgCl2? Thì magie thì không tác dụng với NaCl, không tác dụng với NaOH, không tác dụng với NaNO3. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Những cái đề như này ấy, thì cái phần hay ấy, cái phần thú vị nó nằm ở cuối các em ạ. Phần hay, phần thú vị lúc nào cũng nằm ở cuối. Câu 46. Chất nào sau đây là amin bậc 2 ạ? Chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 thì nó có dạng gì ạ? R1 NH R2. Vậy amin bậc 2 của chúng ta là đáp án đúng là đáp án B các em nhá. Tường và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây nhá, bởi vì đây là một buổi học free và hôm nay thầy đang chữa cho ông ta cái đề thi Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang học kỳ 1 mới nhất. Nhá, các bạn có thể giúp thầy tác tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Câu 47. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Thì kim loại mà có tính khử mạnh nhất ấy, thì nó là anh nào? Thì theo cái dãy điện hóa thì ta sẽ có là khi nào ba cần mua thì tính khử của kim loại theo chiều từ trái sang phải thì tính khử nó giảm. Có nghĩa tính khử giảm này, có nghĩa anh có tính khử mạnh nhất ở bên trong này, đó là anh kali nhá. Tính khử giảm thì anh mà có tính khử mạnh nhất ở bên trong này đó là anh kali. Đáp án đúng là đáp án B. Kali mà như cái tụi mà học sách mới ấy, nó đọc là potassium nhá. Tụi học sách mới đọc potassium nghe kinh không? Câu 48 chúng ta gọi đơn giản thôi là kali nhá.
Câu 48 ạ, công thức phân tử của ethanol là gì ạ? Công thức phân tử của ethanol là gì ạ? Nhiều khi các bạn là khi mà các bạn học sang phần vô cơ ấy, thì các bạn lại bị quên hết toàn bộ phần hữu cơ. Nó rất là đáng tiếc bởi vì các bạn rất ít khi luyện đề. Thế thì công thức phân tử của ethanol là gì ạ? Là C2H5OH nhá. Thì công thức phân tử nó là C26O. Đúng rồi các em ạ, thầy đang chữa cái đề Bắc Ninh. Nên là những cái bạn nào mà là quê hương Bắc Ninh thì các bạn có thể gọi nhau, tác nhau vào đây để chúng ta cùng thể xem thầy chữa đề nhá. Thầy sẽ chinh phục cái đề này cho các bạn cùng coi. Và những bạn nào mà chưa thi cũng nên coi, bởi vì là cái đề của Sở Bắc Ninh một cái đề rất là hay, và nó đều hoàn toàn có thể ứng dụng để mà cho các em làm những cái đề thi của sở của nơi các em ở nhá. Câu 49 á. Úi giời ơi, câu này là câu thầy hỏi này. Câu này thì nhớ không nhầm là khi mà thầy đăng lên trên fanpage của thầy được hơn 150.000 lượt like, nhưng mà vẫn có đến khoảng độ tầm là 500 bạn là lượt tim. Thế này 500 bạn trả lời sai ạ. Thì kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Thì các anh kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ấy, đó là anh Wolfram. Tại vì là nó được sử dụng để ở trong cái dây tóc của bóng đèn sợi đốt. Bây giờ thì các em ít khi dùng bóng đèn sợi đốt rồi, đa số chúng ta là dùng bóng đèn LED. Nhưng mà ngày xưa khi mà cái bóng đèn sợi đốt ấy, các em nhìn nó có quả bóng đèn tròn tròn này này, sờ vào thấy nóng nóng ấy. Đấy, thì đó là những cái bóng đèn được sử dụng bằng cái dây tóc bóng đèn là Wolfram. Với cái việc mà chế tạo ra dây tóc bóng đèn này nó rất thú vị. Thời ngày xưa mới ra được cái bóng đèn ấy là của ông Edison, ông nghĩ ra. Thì ông ấy sử dụng cái dây tóc ở bên trong bóng đèn ấy là than chỉ. Thì cái tuổi bền, tuổi thọ của nó rất là ít, chỉ có khoảng tầm tính bằng phút thôi. Như 10 phút, 5 phút bật lên phát đấy. Đấy, vừa lóe sáng rồi chờ tắt. Đúng không? Thế thì càng về sau khi mà như vậy thì người ta mới tìm ra được là nếu mà vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, đó là Wolfram. Đấy, quấn xong rồi là thành cái hình lò xo ở bên trong cái bóng đèn đấy. Thế không đấy? Cắm lên là sáng như bây giờ. Đấy chưa? Thì đấy là kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất, đấy là Wolfram, ký hiệu là V kép nhá. Câu 50 ạ. Carbon hydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Ủa, toàn những câu dễ. Đứa bạn nào mà học thầy từ đầu đến giờ chưa cần vào trong lớp S1 đâu, S1 là VIP rồi. Còn chỉ cần theo dõi live stream ở bên ngoài fanpage thôi thì các bạn cũng thấy rằng là những câu này thầy cho chúng ta ôn đi ôn lại rất rất nhiều lần. Đúng không ạ? Một tuần có 2 buổi học, tuần nào cũng ôn đi ôn lại những cái câu này. Nếu mà toàn bộ tất cả các bạn ở tỉnh Bắc Ninh mà theo dõi live stream thầy nhỉ, thì có phải là các bạn đã làm được đúng hết những câu này không? Không sai, không bị sai ngu câu nào không? Không bị sai ngu đáng tiếc câu nào. Đấy, thì các bạn có thể giúp thầy lan tỏa cái điều này đến cho tất cả các bạn Bắc Ninh. Và không chỉ là những bạn Bắc Ninh mà tất cả các bạn ở trên toàn quốc. Thầy muốn là tất cả các bạn trên toàn quốc đều biết rằng là vào hàng tuần thì mình có 2 buổi tối là livestream free và dạy cho các em kiến thức hóa học và giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em để chúng ta khủng hóa hơn. Đấy chưa? Bắt tủ tất cả mọi đề thi. Câu 50 ạ, carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Thì cái thể loại mà polysaccharide thì glucose là mono, fructose là mono, sac là đi. Vậy polysaccharide là cellulose các em nhé. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 51 ạ. 51 các bạn chọn đáp án gì ạ? Dạo gần đây có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi thầy là còn 6 tháng nữa. Còn 6 tháng nữa là tới kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Vậy thì cái kỳ thi này sắp tới rồi, thì bây giờ em ôn thi như thế nào? Câu 51 ạ. Saccharose là một loại đường phổ biến nhất, có nhiều trong các loại thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải, đường và hoa thốt nốt. Thì saccharose, công thức của saccharose nó là C12H2O11. Dễ quá nhỉ. Câu 52 ạ. Chất nào sau đây là tripeptide ạ? Chất nào sau đây là tripeptide? B sai mai nghỉ học. Tripeptide là peptide được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid. B ạ, chính xác. Không. Ngon rồi. Đúng đúng đúng. Câu 53. Thầy nghe đây là B mà sai chặt tay này, có khéo thì phải sửa lại mất nhỉ. Kim loại sắt tác dụng với H4 loãng thì sinh ra khí hydro và muối nào sau đây? Thì sắt mà tác dụng với H4 loãng ấy thì nó chỉ tạo thành muối sắt 2 thôi các em ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta 53 là đáp án A nhá. Câu 54 ạ. Polymer nào mà trùng hợp? Polymer nào thu được khi trùng hợp ethylene? Cái này thì nói rất là nhiều rồi. Thì là cái polymer mà thì trùng hợp từ monomer, thì cái anh polymer nó sẽ có tên là poly cộng với lại tên của monomer.
Vậy nó sẽ là polyethylene, đúng không ạ? 54 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhá. Câu 55. Số nguyên tử hydro trong phân tử axit oleic. Axit oleic CH3AC. C17H33COOH 33 cộng 1 là 34. Đáp án đúng là đáp án D ạ. 34. 56. Chất có phản ứng màu biure, thế vẫn đọc là biure, thực ra nó là biure. Chất có phản ứng màu biure thì nó là gì ạ? Nó là không thể là xác, không thể là tinh bột được, mà nó là protein, đúng không? Không thể tristerin được. C ạ. Thực ra nó nói chuẩn ra thì nó phải là các protein ở dạng lỏng nhá, chứ nếu mà protein không cũng không đúng lắm, bởi vì là ví dụ keratin ở tóc chúng ta thì nó không thể có phản ứng màu biure được. Câu 57 ạ. Đốt cháy hoàn toàn mờ gam sắt trong khí clo dư Fe này cộng với lại Cl2 này thì tạo thành FeCl3 này. Chúng ta hoàn toàn tìm được số mol của FeCl3 các em nhé. 13 chia cho mở ngoặc đơn 56 cộng 35,5 nhân 3 bằng 0,08. 0,08. Mình tìm được số mol của sắt là 0,08. 0,08 mà nhân với 56 bằng 4,48 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 4,48. Câu 58, công thức cấu tạo của glycine. Rồi, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Thầy đang chữa cái đề thi kết thúc học kỳ 1 của Sở Bắc Ninh. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều ạ. Câu 58 ạ, công thức cấu tạo của glycine là gì ạ? H2NCH2COH. Câu 59, 3 gam glycine. Phân tử khối của glycine là 75, vậy mình sẽ tìm được số mol là 3 chia 75 bằng 0,04 mol. 0,04 mol. Tác dụng với dung dịch HCl dư thì mình sẽ thu được GlyHCl 0,04. Vậy mình tìm được m muối chính là m của GlyHCl và bằng 0,04 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng 36,5 bằng 4,46 gam ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, 4,46 gam. Xịn chưa? Câu 6 này, tí nữa sẽ có vài cái câu, nói chung là phần hay nó ở cuối, nói chung là những cái câu cuối rất là hay. Thực ra thì nó cũng là nằm ở bên trong những cái đề mà thầy đã hướng dẫn chúng ta làm rồi, nhưng mà có hôm nay thầy vẫn chữa là vì là có nhiều bạn là bạn ấy chưa có được xem những cái buổi mà thầy chữa, đúng không? Đấy, thì hôm nay chúng ta chữa nhỉ. Nào, tiếp tục ạ. 60 ạ. Este nào sau đây có công thức phân tử là C3SO2 thì nó là anh nào? Đây ạ. CH3COO CH3 là metin acetat, đúng chưa? Đúng C3SO2 chưa ạ? 60 đáp án đúng chúng ta đáp án B. Dễ nhỉ? 61 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch metinamin làm quỷ tím hoa xanh. Metinamin đấy ạ. Metinamin làm quỷ tím hoa xanh nhỉ? Có. Dung dịch metinamin ấy là nó có tính bazơ. Nhá. Tính bazơ này của nó còn mạnh hơn cả thằng NH3 cơ. Nên làm quỷ tím hoa xanh là đúng. Đúng, 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 đúng. Quyền mất, người ta bỏ chọn sai. Amino acid là hợp chất hữu cơ đa chức. Đa chức á. Amino acid này có dạng này, COOH A lần này, H2N này, B lần này. Nó là dạng hợp chất hữu cơ tạp chức chứ không phải là đa chức nhá. Sai bê luôn. Nước chanh khử được mùi tanh của cá là đúng. Nước chanh này nó có tính axit, còn lại mùi tanh của cá là có, là một thằng amin có tính bazơ, nên nó phản ứng với nhau, nên nó khử mùi tanh của nhau được. Ở điều kiện thường triolin là chất lỏng, cái này đúng, bởi vì triolin nó là chất béo không no nên nó là chất lỏng. Chúng ta biết rồi, chất béo không no thì tồn tại điều kiện thường chất lỏng, còn chất béo no tồn tại ở điều kiện thường là dạng chất rắn. Câu 62 ạ. Polymer nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ thì nó chỉ có lẽ là polyacrylonitrile thôi. Đây các em nhìn nhá. Polyacrylonitrile đây. Các bạn nhìn thấy chưa? N lần. Đấy. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 63. Yêu 63 dễ ợt. 63 này có trong đề thầy luôn. Một glu thì cho mình hai hàng bạc. Vậy đây ạ. Số mol glu là 27 chia 180 0,15 thì cho ra 0,15 nhân 2 là bằng 0,3. Vậy mình tìm được khối lượng của bạc.
bằng 0,3 nhân 108 bằng ạ. 0,3 nhân 108 bằng 32,4. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Dễ nhỉ? Nhẩm nhượng ra đúng không em? 64 nào. 64 các bạn chọn đáp án gì ạ? Kim loại sắt phản ứng với dung dịch X tạo thành mối sắt 3. Vậy là sắt không phản ứng với COS4, không phản ứng H2O4, không phản ứng với HCl. Đáp án đúng là đáp án gì? HNO3. Câu 65. Cho 11,2 gam kim loại sắt. Số mol kim loại sắt là 11,2 chia 56 bằng 0,2. Tác dụng với dung dịch COS4 đồng 2 cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng với đồng. Ok chưa? Thế thì hoàn toàn mình tìm được số mol đồng là bằng 0,2. Vậy mình tìm được khối lượng của đồng là 0,2 nhân với 64 thì bằng 12,8 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé. C. Câu 66. Chất nào sau đây là đồng phân của glucose? Thì chúng ta phải nhớ là glucose công thức phân tử là C6H12O6. Vậy để nó là đồng phân của glucose thì nó phải cùng với công thức là C6H12O6. Thì trong chúng ta học thì chúng ta chỉ có hai anh cùng công thức là C6H12O6 thôi. Một là glu, hai là fructose. Đúng chưa ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Fructose. À. 67. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam magie. Số mol magie là 2,4 chia cho 24 bằng 0,1. Bằng dung dịch H2S4 loãng thì mình sẽ thu được MgSO4 cộng với lại H2. Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình sẽ có này. Số mol của hiđro bằng 0,1, tính toán theo phương trình. Vậy hoàn toàn mình tìm được V. V bằng 0,1 nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng đáp án A. 2,24. Câu 68. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Mình phải tinh ý các em ạ. Đây này. Đồng có bao giờ tác dụng được với HCl không? Đồng không bao giờ ăn được HCl cả. Đúng không? Bởi vì là đồng là kim loại đứng sau hydro. Vậy không xảy ra phản ứng là B. Câu 69. 0,12 mol tripalmitin. Tripalmitin C15H31COO tất cả 3 lần C3H5 để bài cho 0,12. Tác dụng với NaOH dư thu được glycerol C3H5 OH 3 lần. Thì đơn giản, số mol glycerol chính bằng số mol tripalmitin 0,12. Vậy giá trị của glycerol là 0,12 nhân 92 bằng 11,04 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dễ nhỉ? Dễ quá. Câu 70 ạ. Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam. 13,8 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt vào dung dịch H2SO4 loãng thì mình thu được chắc chắn nhôm chúng ta lên nhôm dương 3. Sắt của chúng ta nó lên sắt dương 2. Và khí chúng ta là khí hydro. Mình tìm được số khí, số mol khí hydro 10,08 chia 22,4 bằng 0,45 mol. Mình đặt đi ạ. Mình đặt số mol của nhôm là A mol, số mol của sắt là B mol thì có phải mình sẽ có khối lượng của nhôm là 27A cộng khối lượng của sắt là 56B thì bằng 13,8. Phương trình thứ hai, phương trình bảo toàn E. Mình sẽ có nhôm 0 lên nhôm dương 3, 3 lần số mol nhôm. Sắt 0 lên sắt dương 2, 2 lần số mol sắt thì bằng hiđro dương 1 với hiđro 0. 1 x 2 là 2, 2 x 0,45. Đến đây mình tìm được A và B. 27 bằng 56 bằng 13,8 bằng 3 bằng 2 bằng 2 x 0,45 bằng. Đây ạ, A bằng 0,2. B bằng 0,15. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm của khối lượng của thằng nhôm. Đấy, đầy nhôm đây. A bằng 0,2.
Mình tìm được khối lượng nhôm là 0,2 nhân 27 bằng chia cho 13,8 bằng nhân 100% bằng 39,13. Vậy đáp án đúng là đáp án C, 39,13. Câu 71 đó. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, đề bài yêu cầu là phát biểu đúng các em nhá. Dung dịch metinamin làm quỷ tím chuyển xanh. Metinamin mạnh hơn NH3 chắc chắn làm quỷ tím chuyển xanh, chính xác luôn. À đúng. Anilin phản ứng dung dịch brom ở điều kiện thường, chính xác, bởi vì anilin làm mất máu dịch brom ở điều kiện thường mà. Trong phân tử Glia lava có 4 nguyên tử oxy, các em chú ý này, liên kết NHCO có một oxy. Một NHCO nữa là có hai oxy, vậy là hai liên kết peptide thì sẽ có hai oxy. Cộng với đầu CO sẽ có hai oxy nữa, đầu COH đấy mà. Vậy là tổng cộng có 4 nguyên tử oxy, đúng. Dung dịch axit glutamic làm quỷ tím chuyển sang màu hồng, đúng, bởi vì nó có hai nhóm COOH và một nhóm NH2 nên điều chắc chắn 100% là làm quỷ tím chuyển thành màu hồng. Ok chưa? Vậy số phát biểu đúng là A. Thực ra trong quá trình làm bài thi ấy, nhiều bạn chọn được, nhiều bạn nhìn thấy là có 4 phát biểu đúng nhưng mà lại mất tự tin ở mặt bản thân ấy. Xong rồi kiểu thấy mình sợ sợ, mình sợ sai, bảo chắc gì mình đã làm đúng. Đúng không? Thế là tự động là mình nhìn thấy là mình rõ ràng là mình thấy rằng là có 4 đáp án đúng nhưng mà lại tự động là thôi bỏ đi, mình tố 3. Vì kiểu gì cũng sẽ có một thằng sai. Ngày xưa thầy nghĩ vậy mà. Thế ngày xưa thầy nghĩ vậy, mấy lần nghĩ vậy. Thực ra cái điều mà chúng ta nghĩ vậy là một cái tâm lý run sợ của mình do mình chưa học chắc về mặt kiến thức lý thuyết thôi. Còn khi chúng ta học chắc kiến thức lý thuyết thì mọi thứ nó diễn ra nó rất là đơn giản và bình thường thôi các em. Câu 72 này là cái câu mà thầy hỏi rất là nhiều trong các cái đề thi thử của thầy. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Nếu bạn nào mà theo dõi các cái đề thi thử của thầy thì các bạn ấy sẽ thấy được cái điều đó. Thứ nhất là ester là ethylene acetate là chắc chắn thủy phân trong môi trường kiềm này. Tripanmitin là cũng có này, bởi vì anh này nó là anh chất béo này. Saccharose không thủy phân trong môi trường kiềm, nó thủy phân trong môi trường axit. Ethylamin không thủy phân, gliala là peptide nên có. Vậy chúng ta tổng cộng có 3 anh thủy phân. Đấy chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 73. Câu 73. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây. Phát biểu nào sau đây là sai? Ở bước 1 thay thế mỡ lợn bằng dầu thực vật. Được. Bởi vì bản chất về mỡ lợn và dầu thực vật thì nó đều là chất béo nhá, thì nó đều có xảy ra hiện tượng tương tự như nhau. Sau bước 3 trong bát sứ chỉ thu được chất lỏng đồng nhất. Sai. Bởi vì sau bước 3 thì khi mà chúng ta rót NaCl bão hòa nóng vào thì nó sẽ có là chất rắn. Được chưa? Nó là xà phòng nổi lên. Còn lại dung dịch thì chìm xuống. Dung dịch gồm glycerol. Được chưa? Và nước. Mục đích của việc thêm nước cất ở bước 2 là để giữ cho phát biểu sai xong rồi. Sai B. Ok chưa? Này câu 74 mới kinh này. 74 là một câu khó nhất trong đề này. Đánh dấu để lại tí mình giải. 75. Kim loại kiềm M. Khi đề bài nói với chúng ta là một kim loại kiềm thì điều này chứng tỏ kim loại này hóa trị 1. Tác dụng hết với nước thu được MOH cộng 1 phần 2H2. Số mol H2 bằng 0,01. Vậy mình sẽ suy được số mol M là bằng 0,02. Vậy mình tìm được nguyên tử khối của M bằng 0,78 chia 0,02 bằng 39. 39 là kali luôn, lấy luôn đáp án C luôn. Ok nha. Câu 76 là câu khó nhì của cái đề này, để lại tí giải. 77 nào. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, các bạn chọn đáp án nào ạ? 77 ạ. Kim loại nhôm không tác dụng H4 đặc nóng, chính xác. Bởi vì thằng nhôm sắt chrome nó bị thụ động, được chưa? Nên nó không tác dụng. Đúng. Kim loại đồng oxy hóa được FeCl3. Sai hoàn toàn. Mặc dù đồng có tác dụng được với sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng, nhưng nó không phải là oxy hóa. Mà đồng nó vai trò là chất khử, nên là phải nói là đồng khử chứ không phải đồng oxy hóa. Sai. Sục CO2 và dung dịch CO2 lần dư thì có xuất hiện kết tủa. Thì kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Ở nhiệt độ thường thì CO khử được Al23 là sai. CO không thể nào khử được Al23. Ok chưa? Vậy nó là 2 phát biểu đúng. B. Câu 78. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là: khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành thì có xảy ra sự đông tụ protein. Chính xác.
thủy phân xác carozơ trong môi trường axit thì chỉ thu được glucozơ là sai. Thủy phân xác chúng ta thu được alpha glu và beta fruct. Muối mono natri glutamat được ứng dụng làm mì chính và bột ngọt. Chính xác. Đun nóng triolein với dung dịch NaOH thì sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. Chính xác. Tơ nitron thuộc loại tơ polyamid. Nitron á, nitron không phải polyamid. Đây. Polyamid nó phải là NHCO cơ. E sai. Thành phần chính của cồn 70 độ thường dùng trong y tế để sát trùng là metanol là sai, nó phải là ethanol. Vậy ở đây chúng ta sẽ có A, C, D, 3 phát biểu đúng thôi. Nhá. 3 phát biểu đúng thôi, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 78 đáp án A các em ạ. Tính chưa? Câu 79 nào. Ứng với công thức C2HXOY M nhỏ 62 có bao nhiêu hợp chất hữu cơ bền mạch hở có phản ứng tráng bạc? Cái này mới kinh. Cái này mới căng này, đúng không ạ? Vậy đầu tiên mình xét anh đầu tiên anh to nhất đi là C2H4O. Phân tử khối anh này là bằng 24 cộng 4 cộng 16 bằng 44 nhỏ 62. CH3CHO. Một anh trắng bạc nha. Anh thứ hai là anh C2H2O2. Thì phân tử khối anh này là bằng 24 cộng 2 cộng 32 bằng 58 vẫn nhỏ 62. CHO CHO hoặc là cái anh tiếp theo là anh C2H4O2 vẫn nhỏ hơn nhá. Đúng không? Vẫn nhỏ hơn. Anh này trắng bạc đây này. CHO này. CH2OH đúng CH4O2 chưa? Đây là một chất 2 3. Ok chưa? Đa số các bạn chỉ chọn được 3 thôi. Và các bạn quên một anh nữa. HCOOCH3. Anh số 4. Tất cả bọn này đều trắng bạc. CHO trắng bạc. HCO trắng bạc. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là phải có 4 anh cơ. 4 anh nhá. Hay không? Các em. Xịn chưa? 4 ạ. Câu tiếp theo ạ. Câu số 80 ạ. Câu tiếp theo. Câu số 80. Cho dãy các chất, số chất trong dãy khi thủy phân đun nóng sinh ra ancol. Thế mình phải loại bỏ bọn este của phenol và loại bỏ bọn este của bọn nhóm vinin nhỉ. Phenin acetat là không được, nó là este của phenol rồi. Đây. C6H5. Anh này thủy phân ra được hai muối cộng nước ạ. Vinin acetat không được rồi. Bởi vì anh này thủy phân ra thành anhít. Metin acetat là 1, etin format là 2, được 2 thằng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, chính xác. 80 câu, mình để lại 2 câu. Các em thấy không? 80 câu mình để lại 2 câu mình được 9 rưỡi rồi. Xịn chưa? Rồi, bây giờ mình làm câu 76 á. Câu khó nhì trong cái đề này, các bạn chú ý nhá. Hỗn hợp X gồm FeCu đốt trong oxy thu được M gam hỗn hợp X gồm FeCu Fe3O4 và CuO để hỗn hợp Y cho Y vào dung dịch chứa HCl 0,2 mol thì thu được dung dịch Z và khí hydro. Số mol hydro là 0,05 mol. Và dung dịch Z. Được chưa? Và 9,2 gam chất rắn T. Cho T tác dụng HCl thì có khí thoát ra. Thì T và tác dụng HCl có khí thoát ra thì nó chỉ có thể là hydro. Được chưa? Các phản ứng xảy ra. Thế thì T mà tác dụng HCl mà thoát ra hydro, vậy điều này chứng tỏ rằng thằng T chúng ta chắc chắn kiểu gì cũng có sắt. Bởi vì phải có sắt thì nó mới tác dụng với HCl. Đúng chưa? Thế thì do là có sắt dư nên trong dung dịch F này là sẽ chỉ có muối, sẽ chỉ có muối sắt dương 2, không có muối sắt dương 3. Được chưa? Đấy, dễ lắm. Dễ cực kỳ luôn các em. Nhá. Thế thì ạ,
Ở đây mình sẽ có này, đồng là nó sẽ không thể nào tác dụng HCl lên trong này còn đồng. Đúng không? Trong này còn đồng. Dễ chưa? Đây là muối FeCl2. Đồng không tác dụng rồi nhá. Muối thì là muối sắt dương 2 rồi nhá. Thế mà có sắt dư thì không thể nào có đồng 2 cộng bên trong dung dịch được, bởi vì sắt để đồng nhá. Đúng không? Vậy thì dung dịch Z chúng ta chỉ có FeCl2 thôi. Thế thì bây giờ câu chuyện ta đi bảo toàn E này. À sorry, bảo toàn gốc Cl này. Gốc Cl trước phản ứng là 0,2, sau phản ứng chỉ chui trong này, 0,2 chia 2 bằng 0,1. Vậy đây là số mol FeCl2 là 0,1. Dễ chưa? Dễ không? Quá dễ dàng nhờ. Thế bây giờ nhá. Hội này tác dụng HCl đến nó còn sinh ra nước. Bây giờ mình đi bảo toàn hydro là mình tìm được số mol nước này. Hydro trước phản ứng này, 0,2. Sau phản ứng trừ đi 0,05 nhân 2 là còn 0,1. 0,2 trừ 0,1 thì 0,1 chia 2 nữa bằng 0,05. Bởi vì mình bảo toàn hydro là số mol HCl thì bằng 2 lần số mol H2O cộng với 2 lần số mol H2. Đấy, mình tìm được luôn số mol H2O bằng 0,05. Ok chưa? Từ đó mình tìm được số mol của oxy trong oxit chính bằng số mol của H2O và bằng 0,05. Ngon lành cành đào chưa? Dễ mà. Đúng không ạ? Thế rồi đây bài hỏi chúng ta là khối lượng của X. Thì khối lượng hỗn hợp X. Đúng không? Xuất hiện đề bài hỏi cái gì? Chất giá trị của M là khối lượng Y chứ. Không phải khối lượng X, khối lượng Y. Đây chỗ này phải sửa Y. Khối lượng của Y thì chính bằng này, khối lượng của chất rắn T. Đúng không? Đúng mà, khối lượng chất rắn T đúng không? Là 9,2 cộng với khối lượng của sắt nằm ở trong FeCl2. Đây này, là 0,1 nhân 56 cộng với khối lượng của oxy trong oxit vừa tìm được này, 0,05 nhân 16 này bằng này. 9,2 cộng 5,6 cộng 0,05 nhân 16 bằng 15,6. 15,6. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 15,6. Ok chưa? Dễ không các em? Xịn không? Quá xịn. Rồi, câu cuối cùng, câu 74 khó nhất. Gọi là khó nhất thôi chứ giải nó nhanh lắm. Đấy, các bạn quan sát cách giải của thầy nhá. Cùng nhìn nhá. Đốt cháy hoàn toàn 18,54. Gam amino acid X. Mạch thở phân tử chứa một nhóm NH2 đốt cháy thu được nitơ CO2 H2O A mol CO2 B mol H2O. Mặt khác cho 0,15 mol X và 1 lít dung dịch gồm KOH 0,4 BaOH 2 lần 0,3 thu được dung dịch Y, thêm dung dịch HCl dư vào Y thì thu được chất rắn, thu được muối cô cạn sau phản ứng thu được dung dịch đã. Dung dịch này rồi cô cạn thì thu được chất rắn 113,125. Đề bài hỏi là giá trị tổng A cộng B cao nhất là bao nhiêu? Đa số các bạn nhìn câu này các bạn sợ các bạn bỏ. Đa số. Đúng không ạ? Thế giờ mình giải thế nào đây? Mình nhìn thấy này, đề bài cho chúng ta này. B lớn hơn A. B lớn A có điều gì ở đây? Có nghĩa là N nước lớn hơn NCO2. Và X có một nhóm NH2. Thì hai cái dữ kiện này thì mình sẽ suy ra được là nó sẽ có một nhóm CH. Bởi vì nó chỉ có thể là có dạng là CnH2n cộng 1. Thế thôi. Nó chỉ có thể có dạng là CnH2n cộng 1 NO2 thì nó mới thỏa mãn được cái điều là N nước lớn NCO2. Ok chưa? Thế thì ở trong này có KOH này, BaOH này. Thì dung dịch Y chúng ta như thầy vẫn dạy là mình vẫn quy đổi về amino acid X 0,15 KOH
0,4, BaOH 2 lần là 0,3. Vậy khi mà cho tác dụng HCl thì trong dịch này hay là trong chất rắn này chúng ta sẽ tồn tại là amino acid X có một nhóm đợt 2 thôi, nên thầy viết là XHCl, KCl, BaCl2, K biết rồi 0,4, Ba biết rồi 0,3. Đúng không? Ngon chưa? Đây cho tác dụng HCl dư mà. Mà số mol của X biết rồi 0,15 thì đây 0,15. Ok không? Mà đề bài cho ta biết là M chất rắn bằng 113,125, chính là tổng khối lượng của này. Vậy từ đó thầy sẽ suy ra. Đấy. Phân tử khối của X cộng với 36,5 thì bằng 113,125 trừ đi khối lượng của BaCl2. 0,3 nhân mà ngoặc đơn 137 cộng 71 trừ đi khối lượng KCl. 0,4 nhân với mà ngoặc đơn 39 cộng 35,5. Đúng chưa? Bằng chia 0,15 bằng 139,5. Suy ra phân tử khối của X bằng 139,5 trừ 36,5. Ui 103. Trời ơi 103. Dạng RCOOH H2N. Suy ra R bằng 103 trừ anh này là 45. Trừ anh này là 16. Thì còn ạ. Trừ đi 45 trừ đi 16 bằng 42. 42 sử dụng skill của thầy chia cho 14 thì nó chính là C3H6 COOH H2N. Đấy. C3H6 COOH H2N. Hay cách khác công thức của nó là C3H7NO2. Được chưa? Vậy số mol này 18,54 chia cho 103 bằng 0,18. Bảo toàn carbon ra số mol CO2 0,18 nhân 3 0,54. Bảo toàn hydro 0,18 nhân 7 chia 2 ra nước 0,63. Vậy A cộng B bằng 0,63 cộng 0,54 bằng 1, gần nhất. Thầy có bị nhầm nhỉ? Chết nhầm. C4 chứ. Lỗi, đây anh này là C4H9. Nhầm ạ, à. đấy. C4H9. Thì CO2 nó sẽ là 0,18 nhân 4. Tự nhiên thấy nó lẻ 0,72 ạ. H2O nó sẽ là 0,18 nhân 9 chia 2. 0,81. Vậy A cộng B là 0,81 cộng 0,72. 1,53. 1,53 nó gần bằng 1,55. Nhưng đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B kèm nhá. Xịn chưa? Đấy các bạn thấy không? Đấy thì hôm nay thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em cái cách, các cái skill cực độc của thầy để chinh phục nhanh nhất cái đề thi sở Bắc Ninh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay.